Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị thân mến. Thì nói đầu tiên thì cho phép Phong gửi một cái lời chúc sức khỏe đến tất cả những cô bác anh chị đang xem cái video của Phong ngày hôm nay. Thì bữa nay thì Phong muốn cập nhật cái tình hình mới nhất của chú Vũ của cô bác anh chị à. Thì bữa nay cũng có những cái tin thật sự là rất là vui luôn. Thì ít ngày trước á, thì Phong nói là khi mà cơ quan chức năng thì cũng đang tìm hiểu nhưng mà đang làm việc tại vì cũng có những kết quả như kết luận. Thì hôm nay á thì Phong đặc biệt nghe được cái thông tin của một cái người bà con cũng gần ở dưới khu vực ở dưới Bến Tre, Mỏ Cày Nam Bến Tre của bác chị à. Thì bữa nay á, nghe được biết là bạn trai của bé Nhi á thì cũng đang được thực tập vào 4 ngày trước. Thì thôi thì bây giờ thì Phong để trực tiếp cho cái người bà con người ở địa phương ở đây sẽ nói lên những cái điều gì đó để gửi cho tất cả những anh chị sẽ cụ thể và rõ ràng hơn nhé. Cảm ơn các bác chị cùng nghe qua cuộc trò chuyện của Phong với người cô nhé. Thì bây giờ thì Phong cũng đang đứng trước một cái người cô, thì do bên cô ở đây cũng quen biết nên sợ một cái giống như mà đăng tải hình ảnh lên thì rất là khó. Bây giờ thì Phong sẽ trò chuyện với cô nha, cô bác chị cũng theo dõi nhé. Dạ, con chào cô nha. Chào Phong Nguyễn nha. Dạ. Thì bữa nay thì con được biết là có thông tin mới nhất về cái tình hình của chú Vũ về việc mà bé trai á thì nó quen với bé Nhi là được đang thực tập đó cô. Thì hôm đó có thằng em nó chứng kiến là công an hình sự bắt hai đứa đó rồi nhốt cái thằng đó là 23 tuổi, quê nó ở Cầu Củ Chiên á. Nó quen với bé Nhi đó thì tên thường gọi nhà này là bé Mèo. Rồi công an có bắt rồi hôm bữa 10, cô thì cô không nhớ ngày Tây nhưng mà cô nhớ cái ngày âm lịch là cái ngày 14, là ông xã cô là có đi coi về là nói con Mèo, con của ông Vũ là đang thực tập ở nhà nghỉ Yến Nhi, thực tập với cái thằng bạn của nó. Vậy là cái gì tôi mới nói với ông xã tôi nói trời, vậy là cái nhà nghỉ đó nó dính níu rồi, mình là thì ông xã tôi mới nói giờ cẩn thận, tại vì tôi cũng có kinh doanh nhà nghỉ nên tôi vô là tôi hỏi giấy hết luôn. Rồi tôi nói vậy thực tập vậy thì không biết ông Vũ ổng có được minh oan không, nhưng sự thật là từ nào giờ tôi thấy, tôi chứng kiến từ nhỏ tới lớn thì thấy ổng hiền dữ lắm, đi đâu ổng cũng không có chọc ghẹo ai, mà bả thì là dân ngoại, từ nào giờ thì Bé thấy Nhi bả nhà tên là bé Mèo hả cô? còn tâm bạn Mèo. Hồi nhỏ gặp nó ráng học nha Mèo, ráng lớn lên đi học làm việc nhân cưng đừng buôn bán như chị vậy, cực khổ dữ lắm luôn á, ngày tư ngày Tết không có ấy được nghe. Dạ, mà lớn lên là nó tại vì lập trường của bà mẹ ở với con gái là phải mình phải giữ lại cái uy tín là cái nhân phẩm của mình đối với con gái, con trai thì nó khác, con gái thì nó khác, nhưng mà bả là không có chung thủy. Nói thẳng là bả không có chung thủy, bả quen người này quen người kia, thành ra Như nó tư tưởng. ngay cái bữa mà đưa bé mà bé Nhi á, là bé Mèo á, đi khám bên bà mà giống như mấy bà mụ đồ dưới Cụ Thủy đó là bả là trưởng khoa của khoa hậu lý của bệnh viện khu vực á, là đem qua đó khám thì nói là con này nó có kinh mà sao nó không hết, nhưng mà cô Thủy đó cổ nói cái này là bị xâm hại chứ không phải là kinh. Bà Màu đó đó, bà Màu là vợ của ông Vũ đó, nói là thôi về mày đừng có khai ba mày ra. nó Nó nói vậy. nói cho cô đó biết là cô đó điện chứ bà không có điện, bà không biết, tại vì cái dạng bà không có khôn khéo như người ta. Bà từ nào giờ nói chuyện sổ sàng đồ cười giỡn đồ, không có tình không có tứ ý gì hết luôn. Nên cô Thủy đó điện chứ bà không có điện, rồi về thôi. Giờ thấy cũng phức tạp mà đều bà không có suy nghĩ tới cái cách đó, mà tại vì bà có bạn bà là ông đó, ông cũng có chức có quyền, ông cũng có làm trưởng ấp Mà một, cô biết cái ông chú đó luôn hả? biết cô biết Là cũng địa phương ở đây hả? địa Là phương ở đây gần đó đó. Là phải cái ông mà hôm bữa mà con đi vô nhà gặp không cô? Cái ông con Cái vô tim con á. gặp là cái gương mặt ổng làm sao, Ông cái cũng mình dây cũng ốm á hôm mình bữa. dây ốm cao, Hôm mặt bữa. thỏn đen đen. Vậy là chắc cái có thể là cũng là cái ông đó. Ông đó chứ ông xui là không có ở đây, ông xui ở đâu có xứ nào chứ không có ở đây, tại vì cái thằng Pháp á, là anh của con bé Yến Nhi bé Mèo đó, là con của bà Vũ đó, là vợ nó ở đâu á nó dẫn về chứ nó không có ở đây, không phải dân ở đây.
Nên giờ cô cũng như không phải là giờ Minh Quang không biết ổng có hay không lưỡng lự. Chứ cô thấy là tình hình sức khỏe ổng là không có sống lâu. Giờ tới Tết là không có được. Nhưng mà giờ cũng nhờ công an, cơ quan, chức quyền đều với cộng đồng mạng đều lên tiếng rồi nhờ luật sư can thiệp làm sao. Nếu mà ổng có thì tội của ổng thì không thể nào tha thứ. Còn không có thì trả lại cái sự trong sạch cho ổng thôi. Chứ không mong là ổng không sống, không sống nổi, tại vì ổng không sống nổi đâu. Ổng bệnh nghiện rượu rồi ổng bị tùm lum hết trơn. Bữa nghe nói là khi mà kiểm tra vào bé Nhi á thì không có mà lấy cái lượng tinh dịch trong chổng hả cô? Không, nghe không có nói, không có lấy, nhưng mà sao giờ công an nó có là sao? Thị nó đâu có lấy, nếu lấy lệnh thị nó lấy. Thì 2-3 ngày sau, 3-4 ngày sau mới bị bắt rồi đâu có còn đâu. Dạ đúng rồi. Theo bản thân mình cũng không còn luôn. Tại vì khi mà đi học ở có học qua thì hình như cái lượng tinh dịch giống như mà nó tồn tại ở trong giọng có hình như 4 tiếng, 48 tiếng hoặc là khoảng chừng 2-3 ngày. Thì cái đó mấy đứa nó không ấy chứ tỷ theo mình có kinh nghiệm là mình cho nó ra hết luôn chứ đâu có để. Mà điều nó cũng còn sót ở trong đó thì thôi cũng ít thôi, nhưng mà này lâu lắm, mấy ngày sau mới bắt. Ý như tại vì bữa nghe cái tin đó là nhỏ em cô cậu nó điện rồi mới điện bà chị, bà nói tờ ở bệnh ơi mày đừng hỏi tao, tao mệt quá trời luôn ạ. Đừng hỏi gì trơn á, giờ cô cái gì tùm lum hết trơn. Rồi bắt đầu điện con nhỏ em mới nói, mới sáng má cô mới đi chợ mới gặp nó. Cái bà chị hai bà nói con bé mèo á mặt mày nó xanh lét hết trơn, nhỏ này chắc nó chơi bời dữ lắm mẹ ơi. Ngày nè người ta sáng người ta ngồi người ta rửa gà đầu đó, người ta coi gà đầu đó, cái nó chen vô, tao thấy tao cũng thấy thôi. Rồi thành nó cũng không đàng hoàng mà mặt mày nó xanh lét, nhỏ này chắc nó cũng đi chơi bời dữ lắm. Thế đó thì nghe bà chị nói, rồi qua một lần nữa thấy nó ngồi trên chiếc xe Honda mà mặt mày nó cũng xanh xao hết trơn à. Mà nhỏ này nó biết là có bạn trai, là dòm thấy là nó biết liền. Thấy ngộ quá, khi mà có cái lượng tinh dịch mà không kiểm tra mà để thời gian nó lâu quá thì nó đâu cũng trên lệch à, nó đâu có biết được. Giờ thì công an mà này không, gia đình không có ai đứng lên đặng chủ chốt hết trơn. Có cái bà em thì thứ Út thì ba ở Tiền Giang á, tháng 2 tháng bà mới về. Còn bà thứ 8 thì bà cũng nghèo, bà bán bánh ở ngoài chợ thì cũng từng 2 tuần bà mới vô. Còn bà cụ này thì bà giờ bà lẫn bà lộn rồi bà cũng không nhớ luôn. Rồi có con thằng cháu đó, con của ai ta quên rồi. Con của ông bà Thảo hay con ông Ngai gì không biết. Còn thằng Tân thì nó ở đó, nó nuôi gà mướn cho người ta rồi nó lo cho bà. Là cái đứa cháu mà nuôi mẹ của chú Vũ không? Mẹ Vũ Ân Tăng đó, thằng bự bự đó. Thì cũng như nó cũng không có quan sát, nó cũng không có chăm sóc nhiều, nhưng mà có cái bà Lan là cô cậu ruột ở đối diện á, sáng là đi mua đồ ăn sáng cho bà cụ rồi qua sữa cho bà cụ. Bà nói như bà đi chùa nhiều được nhiều, tại vì bà cũng đi mần mướn cho Ngô Thị Thiện á, Lê Thắm đó. Thì bà nói sáng bà chạy về bà lo cho hai bà già bà với bà đó. Bà mẹ kia, chú Vũ có tổng cộng bao nhiêu người con không? Cậu hai Hiền, cậu ba Thảo, thứ tư là không biết, nhưng cậu năm Ngai, dì Sáu Lùng, thì bảy Vũ, 8D, 9 Úc Lệ. Nhưng mà chú Vũ là thứ bảy. Thứ bảy, nhưng mà bà Sáu Lùng cũng nghèo, nó có chồng đâu Đồng Tháp á. Ông thứ hai thì mất rồi. Mất rồi thì cũng ở sát bên đó đó. Còn ông thứ ba thì có tật cái giò, đi cà quẹo. Thì có người ta ưng ổng thì ổng về ổng ở bên vợ đó. Dạ. Thì ông thứ năm thì ổng khờ, ổng hiền. Hôm bữa là con nghe nói là bé Nhi là nó cũng được mẹ nó dẫn ở chỗ nào đó, nhưng mà khi mà cơ quan chức năng là cũng mời lên làm việc cũng mấy lần, có lấy những lời khai tại bên chức năng nhầm kia người ta mời. Thế người ta hỏi rồi đó, cô cũng thấy trên YouTube là hỏi nó, nói mẹ nó xíu nó khai như vậy rồi vậy. Giờ cũng không biết bà này, giờ cũng không ai chủ chốt nữa, giờ cũng thấy bà cụ bà già rồi mà bên đó không có đứng, ai đứng ra để nói hết. Theo người nói là bà Tấm Đê. Đây thì cô bác chị nãy là Phùng cũng đã trò chuyện với người cô ở đây rất là nhiều luôn. Thì hiện tại thì bây giờ cũng đang quá trình mà của chú Vũ thì cũng đang có những cái tiến triển đặc biệt cũng rất là tốt. Thì bé Nhi thì cũng được đưa lên lấy lời khai rất là nhiều lần. Thì bên cạnh đó thì 4 ngày trước
thì là bạn trai của bé Nhi là 23 tuổi thì cũng được cơ quan chức năng là dẫn tới mà cái nhà trọ mà cái nhà nghỉ mà hai người mà hai bé đã làm một cái việc hành động như vậy để thực tập lại để cho dựng lại hiện trường của bác chị ạ. Thì thôi thì nãy giờ thì Phong cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi, thì mong những cái ngày kế tiếp thì Phong cũng đang trực tiếp ở dưới Bến Tre cùng với anh em của ở đây, thì cho dù cái sự việc là như thế nào, cho dù chú Vũ là có tội hay là không có, thì Phong cũng ở những cái giây phút mà cuối cùng bên cạnh chú và mẹ của chú Vũ. Thì hiện tại thì Phong ở đây còn giữ một cái khoản tiền giúp cho mẹ của chú Vũ, là do những cái mạnh, tất cả mạnh thường quân thì đã quan tâm, đã thương đến người mẹ yêu dấu của chú. Thì bây giờ thì Phong sẽ tiếp tục đi cập nhật những cái thông tin mới nhất về cái tình hình của chú Vũ và cái tình hình sức khỏe của chú trong cái thời điểm hiện tại bây giờ nó như thế nào. Tại vì cái thời gian này cũng cô bác cũng đang rất là quan tâm, rất lo lắng khi mà từng ngày trôi qua là sức khỏe của chú càng yếu đi. Tại vì rất là lo ngại khi mà không có được chăm sóc mà chu đáo, rồi trong tổng thì không có rượu mà để uống, thì giống như mà bị ghiền thì bắt buộc mỗi nhà phải có một tí rượu thì mới kiểm soát là những cơn đau, những cái bệnh tật trong cơ thể của bác chị ạ. Mong một cái khoảng thời gian kế tiếp thì có một cái điều gì đó nó sáng lạng hơn và nó tốt đẹp hơn, thì Phong sẽ cập nhật những cái thông tin mới nhất và chính xác nhất để gửi đến tất cả những cô bác anh chị đã quan tâm và theo dõi cái kênh Phong Nguyễn của Phong nha. Và Phong kính chào cô bác anh chị các bác.